Dạ. Vâng, tay tay. Dạ, dạ. Còn em lại gì? Flex, flex ạ. Ờ, flex. Thêm có từ luôn nha. Em cũng nên có một sản phẩm kiệt dành cho các dịp lễ tết cầu em luôn. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn đẹp lắm. Là vì thành phố có em ơi, để anh quên mất sáng chưa đêm ngày thời gian anh phải thu xếp để trời. Cái này không phải khúc mà em quên em biết cũ, em bị nhầm để biết cũ. Nhầm biết cũ luôn nha. Quay là hát Pepsi không calo, sảng khoái tô đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's, snack khoai tây số 1 thế giới. Giòn, ngon, phiêu cùng rap Việt. Anh thấy em chưa gặp lần nào nhưng mà thấy quen. Dáng người thon thả luôn mà đừng có đòn đã. Em bước đi ngoài phố khi ta dậy ghen. Còn lời ông bố thì em sẽ thèm. Những kẻ theo đuổi vẫn còn hoặc em. Suy nghĩ đen tối trên một nhà ghen. Mà xác nhận thằng đó đã quá đen. Nhưng mà anh thì khác, chân trời trên hiệu. Không lừa nhát, không bắn sai tình hiệu. Hết thứ làm nhiều bản thân ta cam chịu. Kèm đính tính nhưng tình trạng là đen thiếu. Thiếu em đó anh nhỏ đầy trái tuổi. Có dịp gặp nên chắc phải bỏ quầy. Hay hơi vội nên đi không có quà. Anh chỉ muốn nói đó là sáng chứa đêm ngày thời gian anh phải thu xếp. Anh không cao sang nhưng mang khí lực nè, song tham tâm thanh tao chính trực. Tên anh đi anh đang nói thật mà em đúng thật là thích ngờ vực. Đi chơi đâu khi đang nóng lực nè, không thể đi xung lên thêm mới vực. Lấy em làm sao mà anh làm sao mà em làm sao mà em làm sao mà em làm sao không chỉ xích ra mà mới thấy cực nè. Chỉ cần đồng quát là anh đứng dấu, anh sẽ xuất hiện như bất cứ lời đâu. Tổng đài giải quyết tất cả những yêu cầu, tổng đài hoài nhã là đứa có chiều sâu. Tự do tự tại cái đâu cũng cự lại dễ dàng ôn tồn bản lĩnh không hề ghen baby. Vì thành phố có em ơi, để anh quên mất sáng chưa đêm ngày thời gian anh phải thu xếp. Anh không biết tin đâu, mới tin mới yêu thì mới quen nhau. Nếu chiều ngoài Bắc có đen vô, trong Nam có anh là đen lâu. Anh thích thẳng thắn không thích giả đò. Thông tin về em anh cũng đã mò. Anh chỉ muốn hỏi để cái em trả lời. Chỉ cần bấy nhiêu là anh đã đời. Anh không phải là tư sinh nhồi nhã, hoàng tử bạch mã từ chuyện ngôn tình. Anh giống thiên thần xa ngã, chiến binh La Mã sừng sững như một công trình. Anh thấy em và anh thích hợp mà nói chung là anh rất màu đen. Em cũng nên có một trang tuấn kiệt dành cho các dịp lễ tết Noel, đúng không? Mất sáng chưa đêm ngày thời gian anh phải thu xếp để trời. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Lời đầu tiên mà tôi muốn kể, hồi xưa cũng yêu một người con gái. Thêm một điểm chính là ưu điểm tình yêu học trò ở tuổi cấp 2. Nhớ em nhiều nên là tin nhắn mỗi ngày lúc nào cũng đầy trong máy. Sau một tuần mày đặt hẹn hò đi dạo biển mà chưa dám nắm tay. Rồi vài tháng lại trôi qua, hai đứa không còn xa lạ. Đã lớp học giờ tan ra, đón em đi chơi la cà. Đạp trên chiếc Martin nữ, em ở sau là nhàn nhất. Chở em ghé mua trà sữa xong lại còn ghé cắm Hàn Quốc. Trông anh càng chất, rất là ngầu và ga lăng. Xe âm miễn phí, chạy một ngày tới 3 tăng. Dù có cực khổ hay có bị em la mắng, nhưng lúc nào cũng năng nổ như cầu thủ được ra sân. Vậy mà em muốn thương, tôi yêu chơi, tôi ấm với cộng rau muống. Lúc đầu em không có chơi, tự nhiên bây giờ lại làm tôi buồn. Em làm cho tôi hụt hẫng, là tinh thần của tôi đi xuống. Sau từng thêm về tuần sau cái là em từ đâu mới tôi đi luôn. Ra
chắc mình không còn là gì. Vậy mà tôi còn suy nghĩ, hả? Là tại tôi hay tại người ta đây thì cần là tiếp tục kết thành cấp, là tiếp tục kết thành cấp ba. Kinh thành ăn chơi lêu lỏng, học ở trường mà còn quậy phá. Cô giáo thì gọi về nhà, lại còn phê một số học bạ. Rồi còn bắt tôi phải đổi chỗ, ủa mà ngồi ghế hai bên ta. Kế bên nhỏ nào đó, mặt thì hơi nhăn nhó, tính thì hơi cầu có, nhưng nó chỉ tôi bài tập khó. Tôi không cần phải lo, lúc nào cũng có nhỏ. Chép bài thi tôi bỏ, vậy là tôi yêu luôn từ đó. Đã tới chiều thứ bảy, chúng tôi lộ ra cho nhỏ biết. Muốn nói là ở trong lòng, đang tương tư và yêu nhỏ thiệt. Nhưng mà đã tới phút cuối, đâu có được như mình như ý. Ai về nhỏ có bạn trai, ai biết số xui chi. Đón xem Rap Việt mùa 2 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Siêu thử thách không chỉ là một tên gọi, đó là cách tôn vinh những khả năng vượt xa giới hạn. Những kỳ tích của nhân loại đều bắt nguồn từ những ý tưởng điên rồ nhất. Nhưng trong bất kỳ cuộc hành trình vĩ đại nào cũng đều có những giọng nói ngăn chân ta lại. Những chấn thương này chỉ khiến tôi nghỉ chân, không thể khiến tôi dừng lại. Tôi đến đây để làm những điều không ai dám làm. Em sẽ chấp nhận thử thách này. Em chấp nhận. Con chấp nhận. Ủa Hạ ơi, em đang làm cái gì chị không hiểu, không đoán được. Em không còn nghĩ nổi là có những cái thử thách này trên đời. Em là đẳng cấp thế giới. Chúng ta đang thấy một cái gốc rất bé trong một bộ não siêu phàm. Đây xứng đáng là một siêu thử thách. Bạn ấy sẽ dùng một cái khả năng đặc biệt của mình để phân biệt một trong số 100 ngọn nến qua ngọn lửa. Wow. Xin mời giám khảo anh Vũ. 5 ngôi sao. Mời anh Xuân Bắc. 4 ngôi sao. Tôi sẽ đòi hỏi cao hơn một chút. Tôi đang không chỉ bằng cảm xúc, tôi sẽ cần một chút lý trí. Những vấn đề đó chưa giải thích được thì không đồng nghĩa là nó sẽ là tâm linh. Trong thực tế chúng ta đã thấy rồi, bằng trực giác thì mình không giải thích được. Vấn đề này khoa học vẫn chưa giải quyết được, mà cứ cố mang khoa học ra để giải thích thì bị các nhà khoa học khác xem là giả khoa học. Đúng là nó nổ tung đi theo luôn. Vấn đề của em nó bị khó so với những cái mà anh đã biết ấy. Nó vượt ra giá trị của một con người hiểu biết thì nó sẽ đáng được làm sao. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 ngày 19 tháng 11 chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel.